Thưa quý vị, chương trình chuyển đổi số đang được tuổi trẻ các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai. Và tại thành phố Bà Rịa, thành đoàn Bà Rịa đã tổ chức ra quân chuyển đổi số từ cuối tháng 5. Đến nay, 80% đoàn viên thanh niên khối cơ quan đã cài đặt sử dụng các hình thức ngân hàng điện tử, ví thanh toán để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Giữa tháng 5 năm 2022, thành đoàn Bà Rịa tổ chức lễ ra quân tuổi trẻ Bà Rịa tiên phong chuyển đổi số với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Ngay sau đợt ra quân, vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, đoàn thanh niên các phường xã tại thành phố Bà Rịa tổ chức cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh niên, đoàn viên, đồng thời cũng tuyên truyền vận động người dân, các hộ kinh doanh cùng thực hiện. Có rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là người dân lớn tuổi thì người ta không sử dụng smartphone, rồi người ta còn e dè về tính bảo mật, tính an toàn của tiền trong tài khoản so với tiền người ta cầm ở tay, rồi người ta có nhiều người ta chưa có thành thạo thao tác để thanh toán chuyển khoản sử dụng tiền mặt. Với cái sức trẻ, sức tình nguyện của các bạn thì các bạn cũng kiên trì vận động và hy vọng là dần già thì cái thanh toán không dùng tiền mặt sẽ trở thành một thói quen, một cái nhu cầu cấp thiết của người dân, một tính tất yếu. Thành đoàn Bà Rịa cũng phối hợp với chi nhánh các ngân hàng để cử đoàn viên có chuyên môn phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương hỗ trợ các hộ kinh doanh, người dân cài đặt mã thanh toán QR và ứng dụng trên điện thoại. Cử các bạn đoàn viên, các bạn để hướng dẫn trực tiếp tới từng người dân đăng ký mở tài khoản và đăng ký thành công mã tài khoản cho dùng ứng dụng này. Khó khăn thứ nhất là người dân hoang mang về thông tin có bị lỗi không, thứ hai là phí. Thì hiện tại thì ngân hàng đều đã hỗ trợ các dịch vụ này đều là miễn phí đến cho mọi người để trải nghiệm công nghệ số, mang cái tiện ích thanh toán nhanh nhất đến cho mọi người. Khi mà mọi người khó khăn không hiểu thì chúng ta sẽ tiên phong làm trước và thực hiện giao dịch cho mọi người xem. Và khi mọi người thấy được những cái dịch đó thì rất là thích thú và đồng ý là mở tài khoản ngay lập tức. Các bạn đại viên sẽ tới tuyên truyền cho các cửa hàng sử dụng mã QR để thanh toán nhanh và đăng ký gửi dữ liệu về cho các ngân hàng. Và các ngân hàng sẽ xuống tạo mã cho các cửa hàng kinh doanh. Đến nay, hơn 80% đoàn viên thuộc khối công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã cài đặt sử dụng các hình thức ngân hàng điện tử, ví thanh toán. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương và các cơ quan cũng đã phối hợp vận động được gần 400 hộ kinh doanh vận hành điểm thanh toán bằng mã QR. Bên thanh niên đưa xuống thì có báo thông báo là bây giờ mình theo cái hệ chuyển đổi số. Thì thay vì mình không phải tính thanh toán bằng tiền mặt nữa, mình sẽ làm một cái QR ở đây thì là cái này nó cũng rất tiện cho mình. Khi mà người ta đến, người ta sẽ thanh toán trực tiếp và cái đó luôn là người ta đỡ nhiều lúc mình mong bận, nên là người ta có thể chụp với người ta có thể chuyển tiền cho mình, người ta thông báo cho mình, gửi cho mình kết quả là được. Ở giai đoạn 2, kế hoạch chuyển đổi số, thành đoàn Bà Rịa triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2022 với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong 100% đoàn viên thanh niên vào học tập, công việc chuyên môn hàng ngày.